vị trí vàng, hưởng chọn đặc quyền sống lý tưởng. Theo chiến lược phát triển du lịch, hai quốc gia một điểm đến của Móng Cái, dự kiến từ 30 tháng 10 tới đây, du khách nội địa của Việt Nam khi ra Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang TP Đông Hưng và được đi sâu đến TP Nam Ninh của Trung Quốc. Ngược lại, khách nội địa Trung Quốc cũng được tự lái xe qua cửa khẩu sang Móng Cái và được đi sâu đến TP Hạ Long, Quảng Ninh. Đặc biệt, Trung Quốc cũng vừa hoàn tất lắp ráp đoạn đường sắt cao tốc tới biên giới Việt Trung và dự kiến khai trương tuyến này vào cuối năm 2023. Dự án giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đông Hưng, Trung Quốc, cũng như nhiều thành phố của Trung Quốc tới khu vực biên giới giáp Việt Nam, từ đó mang lại lợi ích lớn cho TP, Móng Cái, Quảng Ninh. Những thay đổi trên không chỉ tác động tích cực đến tình hình du lịch khu vực, mà còn trực tiếp mở rộng tiềm năng đầu tư, kinh doanh bán lẻ và gia tăng giá trị bất động sản vùng lân cận. Trong đó, một trong những khu vực hưởng lợi bậc nhất là dự án Vinhome Golden Avenue chỉ cách cửa khẩu Bắc Luân 2 chưa đầy 5 phút di chuyển và 15 phút để tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Dự án sở hữu lợi thế cả về đường bộ, đường hàng không, đường biển, mở ra cơ hội kinh doanh hấp dẫn có 1, 2. Mặt khác, ưu điểm kết nối thuận tiện tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của Móng Cái như Trà Cổ, Mũi Sa Vĩ, đảo Bình Ngọc, đảo Trung Vĩnh, Vĩnh Thực, mang đến cho The Harmony tiềm năng khai thác, đón chọn dòng khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước đến với Móng Cái. Đặc biệt trong bối cảnh thành phố biên mậu Móng Cái đang nổi lên là một trong hai địa điểm thu hút nhiều lượt khách đến với Quảng Ninh, chỉ sau Hạ Long, tương lai sẽ bứt phá hơn nữa khi hạ tầng kết nối đồng bộ. Không gian sống, chất mỹ về. Ngay giữa lòng Vinhome Golden Avenue, The Harmony tái hiện phong cách kiến trúc và không khí sôi động của khu phố thượng lưu Manhattan, New York, Mỹ, khi kế cận công viên trung tâm và phố đi bộ Little Shanghai Somewhat. The Harmony sở hữu tiềm năng kinh doanh hấp dẫn, với ưu thế vượt trội từ các căn shop house và shop villa được quy hoạch trên các trục đường lớn, mặt tiền rộng rãi, hè phố thênh thang để có thể vừa ở, vừa kinh doanh. Gia chủ nếu không khai thác tự doanh có thể cho thuê vì Vinhome Golden Avenue nói chung và The Harmony nói riêng kế thừa giá trị vị thế, trung tâm mới, của cửa khẩu biên mậu Somewhat. Cư dân tương lai của The Harmony sở hữu đặc quyền tận hưởng hệ tiện ích 3 lớp đồng bộ cùng cảnh quan tuyệt mỹ với hệ thống công viên nội khu năng động với sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, công viên gym park, công viên xanh với các đường dạo bộ thư thái. Không chỉ vậy, The Harmony còn thừa hưởng các tiện ích đẳng cấp tại quần thể dự án như công viên trung tâm với hồ bơi phong cách resort 1.700m², hồ bơi trẻ em rực rỡ sắc màu, công viên BBQ cho những bữa tiệc nướng vui khó quên cùng gia đình bạn bè. Đặc biệt, gia chủ tại The Harmony sẽ được tận hưởng chất sống đẳng cấp với những tiện ích trong hệ sinh thái Vingroup như trường học mầm non và phổ thông liên cấp, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec. Ngoài ra, không thể không nhắc tới tiêu chuẩn quản lý vận hành Vinhome đã ghi dấu ấn tại 29 khu đô thị trên toàn quốc với hệ thống an ninh đa lớp, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, mang tới cuộc sống an toàn tiện nghi đẳng cấp dành riêng cho cư dân The Harmony. Đặc biệt, mở ra cơ hội đầu tư hoặc sở hữu bất động sản lâu dài tại The Harmony, chủ đầu tư hiện đem đến loạt chính sách bán hàng hấp dẫn với 4 phương án thanh.